Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực lớp Cuisine. Cùng tôi là đầu bếp Phạm Thiên Long. Ngày hôm nay, một chủ đề mà Long mang tới cho các bạn đó chính là một món ăn mà rất là đậm chất đường phố. Và Long nghĩ đây sẽ là một món ăn mà được rất là nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Món ăn có tên gọi là gà xào bắp cải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu nguyên liệu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là gà. Tiếp đến đây là bánh gạo cay, kim chi, phô mai bào, cải keo, bắp sú tím, một ít xà lách búp, hành tây, hành ba rô, mè đã được rang sẵn lên, tương ớt Hàn Quốc, bột ớt, nước tương, dầu mè. Bây giờ thì Lộc sẽ đến với lại cái phần sơ chế đầu tiên, đó chính là gà. Gà sau khi đã phi lê ra, chúng ta sẽ có được một cái bảng thịt gà như thế này. Rồi, mình sẽ cắt nhỏ ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần ướp gia vị, ớt bột Hàn Quốc. Cùng với là một ít hành tím băm, tỏi băm, ớt băm. Kế đến đó chính là tương ớt Hàn Quốc. Rồi các bạn sẽ cho vào đây là một ít mật ong, một ít nước tương các bạn, chút xíu dầu mè, cùng với lại một ít dầu ăn. Rồi sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần gà đã được lọc phi lê vào đây. Mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần gà này sẽ thấm đều cái phần gia vị. Sau khi đã trộn đều gà rồi thì bây giờ là mình sẽ để cho phần thịt gà nó ướp. Và khi mà chờ đợi phần thịt gà này ướp và thấm cái gia vị vào thì chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế những phần nguyên liệu còn lại. Sau khi mà tách ra những cái phần lá này rồi á thì mình sẽ bắt đầu đem đi rửa lại cho nó thiệt là sạch. Sau khi rửa rồi các bạn nhớ để vào trong cái rổ cho nó ráo và cất vào trong tủ lạnh để giữ được cho cái phần xà lách là còn được tươi và giòn. Thông thường thì Long thấy là khi mà mọi người làm thực hiện lại món này thì mọi người chỉ sử dụng cái phần bắp cải trắng thôi, tại vì nó dễ mua. Còn bắp cải tím này thì ít người sử dụng. Hành tây thì chúng ta cắt múi cao các bạn. Hành ba rô thì chúng ta sẽ cắt xéo. Lúc này thì phần gà của chúng ta cũng đã thấm đều gia vị trong khoảng thời gian là 15-20 phút mà mình ướp. Trong lúc mà chúng ta chuẩn bị đạn dược và vũ khí để chuẩn bị ra trận, bây giờ thì sẽ đến cái phần quan trọng nhất của món ăn này, đó chính là việc chúng ta sẽ xào. Để xào cái phần gà này, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo không dính. Hầu như là đây là một cái chảo mà trong bất cứ gia đình nào chúng ta cũng đều có chuẩn bị sẵn. Dầu nóng chúng ta sẽ cho gà vào. Chúng ta sẽ đảo đều cho cái phần gà nó săn lại. Lúc này thì chúng ta sẽ cho cái phần bắp sú tím và bắp sú trắng vào trước. Cải keo thì tương đối là chín cũng nhanh cho nên là mình sẽ cho vào sau. Cho vào đây một ít nước. Và nhớ là một ít thôi. Lúc này các bạn có thể thấy được là cái phần bắp cải á, nó cũng đã hơi mềm thôi. Thì mình sẽ tiếp tục cho vào đây. Đó là cái phần hành tây nè các bạn.
cùng với lại ớt. Kế đến là cải keo. Nếu như mà các bạn không thích ăn bánh gạo cay thì các bạn có thể là sử dụng mì ô đông cũng được. Cho nó mau xíu. Gà thì cũng đã vừa chín, các phần rau thì cũng đã gần chín tới rồi. Thì đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ nếm lại cái phần gia vị, những cái phần nước ở bên dưới để xem là cái vị nó đã có vừa ăn chưa. Và các bạn nhớ là không nêm quá đậm đà, tại vì một lát nữa cuối cùng chúng ta sẽ cho cái phần phô mai vào, và trong cái vị phô mai nó cũng hơi mặn mặn nhẹ, vì vậy là chúng ta chỉ nêm hơi lạt lạt chút xíu. Đầu tiên thì mình sẽ cho một ít hành barô lên trước nè, rồi kế đến thì chúng ta sẽ cho phô mai rắc lên trên đây. Đó. Sau khi đã phủ lên cái lớp phô mai này rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc là sử dụng một cái nắp và đậy nó lại. Lúc này thì cái hơi nóng lên nó sẽ làm cho cái phần phô mai nó tan chảy ra. Và sau khi nó chảy ra đều hết là lúc đó chúng ta có thể là thưởng thức cái thành phẩm này. Đó, lúc này sau khi mà chúng ta đậy nắp rồi thì cái phần phô mai nó chảy. Và các bạn thấy là những cái phần sốt đó khi nãy mà chúng ta ướp vào trong gà thì bây giờ nó sẽ bắt đầu thấm đều vào những cái phần cải. Bây giờ Long sẽ cùng nha các bạn thử ngay cái món này bây giờ. Lúc này thì Long đang ngồi kế bên một chảo gà xào bắp cải thiệt là to các bạn. Nghĩ là với cái chảo này thì Long có thể là mời thêm được 5 bạn đến đây để mà có thể cùng Long để mà thưởng thức hết được cái phần gà xào bắp cải này. Bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu ăn thì mình sẽ rắc lên đây một ít mè rang nè. Cực kỳ hấp dẫn. Đó các bạn thấy không? Khi chúng ta xúc lên nè, kéo được lớp phô mai cùng với lại tất cả các loại rau củ ở trong đây nè. Rất là thơm. Cải nó thơm. Cái bắp cải thì vừa giòn vừa dai. Phần cải keo ăn vào rất là dậy cái mùi thơm. Và đặc biệt là cái vị của cái phần sốt mà lúc đầu mà Long trộn vào trong cái phần gà nó dư ra. Và bây giờ nó lan ra cái phần nước rồi các bạn. Ăn rất là vừa vặn. Gắp một miếng gà vô các bạn. Cùng với lại một miếng bánh gạo nè. Bánh gạo vừa chín tới sắn ra rất là dễ dàng. Chan thêm một ít sốt. Cái phần hấp dẫn nhất của cái món ăn này vẫn là cái phần mà chúng ta lấy cái phô mai lên để lên trên. Dành cái phần phô mai kéo ra. Vừa bắt mắt lại vừa rất là ngon. Ui cha, nóng quá. Và cái đó là một ít kim chi. Các bạn cẩn thận nha, rất là nóng quá. Và đặc biệt là đối với là các bạn nữ. Chờ một chút xíu để Long nha, xong hết rồi. Qua hai cái cách ăn các bạn, Long cảm nhận được rất là rõ ràng hai cái vị khác hoàn toàn. Ở cái ăn đầu tiên á thì cảm nhận rất là rõ và đầy đủ cái vị và cái mùi thơm của bắp cải cũng như là cái phần sốt mà khi chúng ta ướp vào. Còn khi mà ăn bằng cái phần xà lách thêm á thì vừa cắn vào cái thôi là ngay từ đầu tiên á, cái độ giòn của cái xà lách nó rất là mát. Đối với lại món ăn này nó vừa đầy đủ chất xơ, chất đạm đến từ phần thịt gà, tinh bột. Thì sắp tới thì Long sẽ bắt đầu đưa vào nhiều cái món ăn vặt đường phố hơn và những món đang hot trend để mà cho các bạn có thể là thực hiện lại. Sau khi xem qua clip chúng ta có thể thực hiện lại tại gia đình của mình.